Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long vừa đến thăm tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, các cụ từ 100 tuổi trở lên và lãnh đạo qua các thời kỳ tại huyện Mang Thít nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng tham gia đoàn lãnh đạo huyện Mang Thít có bà Nguyễn Quỳnh Thu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Tại các gia đình, lãnh đạo tỉnh, huyện đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách. Chúc gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh, huyện cũng mong muốn các gia đình chính sách, người có công, các cụ từ 100 tuổi trở lên và lãnh đạo qua các thời kỳ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng, tích cực vận động con cháu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương Mang Thít ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện đã tặng quà cho các gia đình, chúc các gia đình luôn khỏe mạnh, trường thọ, đón Tết vui vẻ và đầm ấm.